tượng kiến trúc thời nay hay thời xưa biến đổi như thế nào, nguyên lý phong thủy vẫn được xem trọng. 6 loại kiến trúc phạm vào nguyên lý phong thủy chính là: 1. Xây cửa ở giữa, nhà ở lý tưởng, sau khi bước vào phải cảm nhận được sự rộng lớn sáng sủa của phòng khách và phòng ngủ, không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, đem lại cảm giác háo hức và vui vẻ. Tốt nhất xây ở bên trái hay bên phải nhà. 2. Nếu cửa nằm bên trong nhà sẽ hình thành bố cục phẩm tự, các thành viên trong gia đình thường xuyên cãi vã. 3. Cửa lớn mà nhà nhỏ khiến khí đi vào quá nhiều cũng được xem là điều không may mắn. 4. Kết cấu bốn cửa đối nhau trong phong thủy gọi là ma món, thành viên gia đình bất hòa. 5. Thiết kế khoảng trống ở giữa nhà, tức là ở giữa nhà có phòng khách, tài sản phân tán, nhiều bệnh hoạn và thương tật. 6. Ở vùng nông thôn hiện nay có thiết kế một gian phòng nhỏ trước kính sau không ở đỉnh lầu. Khi xây thêm gian phòng này sẽ hình thành kết cấu hình xác gọi là nhà kiệu, dẫn đến gia đình rối loạn, sự nghiệp thất bại, dễ bị hao tài.